Hoan hỷ đón chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, cuộc đời con người giống như một bản nhạc, mỗi ngày trôi qua là một nốt nhạc, tuy có lúc trầm, lúc bổng, lúc thăng, lúc giáng, nhưng lại hợp thành giai điệu du dương. Nếu lúc nào bạn cũng ở một tâm trạng không vui, không buồn, không giận dỗi, không có một thái độ cảm xúc nào cả cuộc đời bạn, thì chỉ là tiếng bíp dài nhạt nhẽo. Đôi lúc trong cuộc sống lại gặp phải những khó khăn khiến chúng ta vấp ngã. Đừng vì thế mà nản lòng, hãy đứng lên và bắt đầu làm lại, để từ nốt nhạc trầm lại lên nốt bổng. Cũng có khi may mắn mỉm cười với bạn, đừng ngủ quên trong chiến thắng, hãy luôn cố gắng nỗ lực để những nốt nhạc thăng sẽ trở thành điệp khúc. Tuổi Mùi trong năm 2020 cũng vậy, năm Canh Tý tuổi Mùi hại Thái Tuế nên chắc chắn sẽ gặp nhiều hung tinh xấu. Theo tử vi thì trong phong thủy tất cả hung tinh xấu đều có cách hóa giải. Vậy cụ thể những hung tinh của tuổi Mùi đó là gì? Có các tinh nào trong năm 2020 hay không? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Các hung đạp vận tuổi Mùi gồm những người sinh năm 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 và 2015. Tài quan hữu lợi, sự tốt, tử vi tứ lục, lai tương trợ, thân tâm áp lực thị phi đa, thái tuế tương hại, vận tha đà. Hại thái tuế, mọi việc không thuận lợi, tất cả mọi thứ nên thận trọng. Vận tuổi lưu chuyển, đến năm 2020 Canh Tý người tuổi Mùi cùng với Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Tam mệnh thông hội có nói, Thái Tuế rơi xuống có tai họa, hình trùng phá hại, quỷ đưa đẩy. Lưu niên nếu còn gặp kỵ thần, đầu rơi máu chảy, khó tránh thoát. Hơn nữa năm nay còn gặp sát diệu như là bạo bại, thiên ách. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng ở mức độ không giống nhau. Đặc biệt là ở việc thăng tiến lên vị trí cao hơn, cạnh tranh cương vị hoặc là phát triển sự nghiệp của người tuổi Mùi là thời kỳ then chốt. Lưu niên có thương quan lộ ra, nhất định phải chú ý tránh việc để lộ tài năng hoặc là thích đao to búa lớn để tránh thất bại trong gang tấc, bị người đố kỵ ghen ghét. Đương nhiên thì người tuổi Mùi không cần phải quá lo lắng đến nỗi bất an, bởi vì năm nay gặp long đức, tử vi, địa giải. Đây là các cát tinh giúp hóa giải vận hạn. Vì vậy, bình thường luôn giữ những suy nghĩ lương thiện cùng một lòng biết ơn, dĩ hòa vi quý, cư xử chân thành cho các mối quan hệ làm ăn tốt mới có thể ở những lúc đi xuống hoặc là thời điểm quan trọng nhận được sự giúp đỡ của bè xung quanh, cấp trên, đồng nghiệp, cộng sự hay là khách hàng. Tóm lại thì năm 2020, người tuổi Mùi hại Thái Tuế kiến nghị mọi việc nên giữ gìn, đừng bay cao bay xa, có thể điều chỉnh mong muốn, miệt mài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trí tuệ, đợi đến khi thiên thời địa lợi thì có thể phấn khởi tiến lên, phát triển cơ đồ. Để tài vận đại cát và tăng cường tài lộc, anh chị hãy dùng thập nhị thần bát bảo hoặc bát bảo tâm kinh là hai pháp khí phong thủy hàng đầu giúp tăng cường tài lộc và hóa giải thị phi của người tuổi Mùi. Cát hung vận hạn, cát tinh long đức, tử vi, địa giải, tứ lục. Sao long đức là cát tinh đại diện cho người gặp người người thích, có thể giải quyết khó khăn cho người tuổi Mùi. Gặp hung hóa cát, chỉ cần nắm thật chắc sẽ mở rộng các mối quan hệ, trợ giúp mọi việc được như ý. Mà cát tinh tử vi cùng địa giải nhập mệnh có thể giảm bớt các ảnh hưởng mặt trái của phương diện áp chế và hung diệu lưu niên, mọi thứ đều có quý nhân trợ giúp. Sao tứ lục nhập mệnh, rất nhiều người đi học trong học tập, có sau này tương trợ, vận học thì khá vượng, năng lực tiếp nhận sự việc mới tương đối mạnh, vận học tập thì được tăng lên theo chiều hướng tốt đẹp. Để kích thêm quan vận, hãy đặt trên bàn làm việc một tháp văn xương hoặc là treo trong phòng khách pháp khí phong thủy phi long thất tinh đồ trận. Hung tinh, bạo bại, thiên ách, thiên sát. Lực phá hoại của sao bạo bại được biểu hiện ở sự cản trở các mặt như là sự nghiệp, tài vận, mối quan hệ của người tuổi Mùi, làm cho mọi thứ vốn đã chuẩn bị thuận buồm xuôi gió rồi lại gặp phải thay đổi bất thình lình, sắp thành rồi lại bại. Việc đến của thiên ách đã chứng minh rằng năm nay người tuổi Mùi rất dễ bị ảnh hưởng với các loại bệnh truyền nhiễm. Có một vài bệnh không tiện nói ra, ẩn núp trong cơ thể đã lâu cũng dễ dàng bộc phát ra ở năm nay. Thiên sát khiến tuổi Mùi dính dáng tới miệng lưỡi thị phi. Cát hung luận giải, tài vận kém.
Người tuổi Mùi năm nay hại thái tuế, tài vận bị ảnh hưởng tương đối lớn. Hại ám chỉ có tiểu nhân mưu hại dẫn tới thảm bại thua lỗ, đừng tùy tiện tin vào sự hứa hẹn báo đáp của người khác. Người đầu tư thì có thể sử dụng vốn nhàn rỗi để tiến hành đầu tư dài hạn, để giành được lợi nhuận vững vàng, không nên đầu tư mạo hiểm. Trong cuộc sống thì phải đề phòng người có ý lừa tiền, về mặt hợp tác thì phải thận trọng. Trước khi hợp tác nên dò xét tìm hiểu xem bối cảnh và nhân phẩm của bên đối tác để tránh bị lừa bịp tổn thất. Năm nay lại có bảo bạn nhập mệnh, chi tiêu ngoài ý muốn nhiều, là năm tài vận kém nhưng người tuổi Mùi không cần phải quá mức khẩn trương. Cơ hội vĩnh viễn dành cho người có chuẩn bị, nếu như trong sự nghiệp có thể đặt ra kế hoạch cùng mục tiêu, cùng sự cần cù chăm chỉ làm việc, có thêm long đức quý nhân tương trợ thì có thể đạt được kết quả mong đợi. Ngược lại, nếu như ăn không làm biếng, cả ngày vọng tưởng tiền từ trên trời rơi xuống, tiền tài tự nhiên sẽ có một ngày cạn kiệt. Để kích hoạt tài vận của mình, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi và mặt dây thập nhị thần bát bảo các bạn nhé. Sự nghiệp trung bình. Người tuổi Mùi rơi vào năm hại thái tuế, về mặt sự nghiệp rất dễ bị ràng buộc, bôn ba vất vả. Năm 2020 là năm vẫn chưa thuộc về thăng cấp, người tuổi Mùi vẫn nên giữ vững cương vị, làm tốt chức vụ của mình, đừng đem tinh thần và thể lực vùi đầu vào tranh chấp đoạt quyền. Người tuổi Mùi năm nay cần tốn nhiều tâm tư để giữ gìn tốt các mối quan hệ cùng đồng nghiệp, tránh để người khác giơ trò sau lưng. Trong công việc thì bất luận quyết sách gì đều phải điều tra thử nghiệm sau đó mới thực hành, không chỉ thể dựa vào cảm giác của bản thân, nếu không sự nghiệp chỉ thu về thất bại. Vẫn phải cẩn thận đề phòng người giáp tâm mang thị phi, gièm pha, phá tan hình tượng bản thân, cản trở sự nghiệp phát triển. Về học tập, có tứ lục tương trợ, năng lực tiếp nhận sự việc mới tương đối mạnh, vận học tập được tăng lên theo chiều hướng tốt đẹp. Vì vậy, hãy treo cho phòng khách pháp khí phong thủy phi long thất tinh đồ trận để tăng cường quan vận, tài vận và sự nghiệp cho người tuổi Mùi. Sức khỏe kém. Người tuổi Mùi năm nay canh kim bị xả tiết, bị tí thủy hao tổn, sức khỏe không tốt, lại bị hại thái tuế cùng thiên ách ảnh hưởng, số mệnh không được tốt. Thiên ách là sao đại hung, ám chỉ có trời giáng tai ách xảy ra, biểu hiện lưu niên dễ dàng phát sinh vấn đề. Ra ngoài cần chú ý an toàn, những người lái xe tuổi Mùi luôn đề cao cảnh giác. Trong quá trình chạy xe thì lấy an toàn là hàng đầu, chớ vội vàng sao động. Luôn luôn nhớ kỹ, dừng 3 phút không bằng gấp 1 giây, nếu không sẽ dễ dàng phát sinh vấn đề. Trẻ nhỏ thì không được đến chơi đùa ở nơi có vùng nước nguy hiểm, nơi người ở thưa thớt. Đào hoa kém. Về mặt tình cảm, người độc thân có vận đào hoa vượng, xác suất yêu đương rất cao. Nhưng nên nhớ kỹ nhân duyên của năm nay không nên vội vàng tiến tới, dục tốc bất đạt. Người tuổi Mùi đã kết hôn hoặc là đang yêu đương vì ảnh hưởng của hại thái tuế nên nền tảng không được chắc chắn, sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa thì tình cảm lại gặp được canh kim thương quan, người tuổi Mùi dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như là xung đột nhiều cùng với người yêu, đồng thời cũng dễ bị bên thứ ba phá rối, có cãi vã tranh chấp. Để tăng cường tình cảm lứa đôi cũng như là để hòa hợp vợ chồng, hãy sử dụng pháp khí phong thủy đồng hồ kích tình duyên treo trong phòng khách theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy các bạn nhé. Vận thế luận giải chi tiết. Về quan vận, người tuổi Mùi năm nay cùng với thái tuế tí thủy tương hại, vận thế sự nghiệp cũng không phải là quá vượng. Năm nay nhất định phải tốn sức nhiều hơn năm trước, càng phải nỗ lực nhiều hơn mới có hy vọng đạt được cơ hội phát triển. Cũng may có tứ lục đến có lợi cho học tập, thích hợp bổ túc tri thức mới, kỹ năng mới nhằm đổi lấy không gian phát triển tương lai càng lớn. Thực tế lại có lợi cho người có chuyên môn sở trường, kỹ năng để tiến hành học tập và thăng chức. Năm nay đừng ngại mượn thời cơ tốt, chuyên tâm bổ túc, hết sức khai thác tiềm năng của bản thân, kiên trì tiến thủ, có hy vọng được quý nhân tán thưởng, có cơ hội được thăng chức. Ảnh hưởng của hại thái tuế không thể coi thường, con đường sự nghiệp của tuổi Mùi năm nay vẫn là gian khổ. Để tăng cường quan vận, hãy sử dụng pháp khí phong thủy phi long thất tinh đồ trận treo trong phòng khách hoặc là phòng làm việc theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy. Tài vận. Người tuổi Mùi năm nay hại thái tuế,
Thái Tuế lại là tài tinh của người tuổi Mùi, cho nên cơ hội cầu tài năm nay của họ có nhiều cơ hội, thu nhập cũng sẽ phát triển theo tình hình, nhưng rủi ro hoặc là tài vận cũng sẽ tùy theo mà tăng nhiều, đồng thời còn gặp không ít những việc đau đầu, thậm chí nghiêm trọng vì tiền mà xảy ra tranh chấp liên quan tới pháp luật. Hôn sự. Thái Tuế là thiên tài, người độc thân tuổi Mùi năm nay lại được sao Tử Vi tương trợ. Cách Tý 2020 là một năm có thể nghênh đón đào hoa thịnh vượng, nhưng kiến nghị nên dùng thái độ đề phòng. Nếu như là quen bạn khác phái mới, đang phát triển tình cảm trước đó thì nhất định phải tìm hiểu kỹ càng, tránh cho các việc phát sinh như cuộc tình tay ba hoặc lừa hôn lấy của. Người tuổi Mùi đã kết hôn phải cẩn thận, có kẻ thứ ba chen ngang. Cùng với người khác giới kết giao thì phải giữ đúng chừng mực. Nếu như năng lực quyết định không vững vàng, khó chống cự lại sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế dẫn đến sóng gió cho gia đình. Nếu như không hề có dấu hiệu tình cảm, người tuổi Mùi đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho người tuổi Mùi. Về nhân đinh, người tuổi Mùi năm nay các tinh chiếu không lợi cho việc có con trai, lại gặp hại Thái Tuế nên áp lực về thể xác và tinh thần khó giãn ra. Thiên ách nhập cung càng là chó cắn áo rách, bệnh cũ khó khỏi. Người tuổi Mùi có kế hoạch sinh con trai năm nay thì cần phải chú ý biến hóa không tốt của thân thể, cảm xúc, nên tham gia nhiều hoạt động rèn luyện có lợi cho sức khỏe, cải thiện mối quan hệ, kết nối nhiều với người nhà. Ngoài ra, nếu có ý định mang thai thì cũng cần phải chuẩn bị điều dưỡng thân thể cho chu đáo. Ngoài ra, bạn nên dùng vật phẩm may mắn thập nhị thần bát bảo để được quý thần tương trợ, giúp bình ổn và suôn sẻ. Về sức khỏe, người tuổi Mùi năm nay phạm Thái Tuế lại có thiên ách nhập mệnh, sức khỏe của bản thân, người nhà đều dễ dàng xuất hiện bệnh tật, thậm chí có khả năng bệnh cũ tái phát trở lại, tình trạng bệnh vặt khó trị phát sinh. Cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân nhiều hơn, nếu như cảm thấy không khỏe phải kịp thời chạy chữa. Hàng ngày thì nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi trong nhà. Vận hạn từng tuổi. Sinh năm 2003, 18 tuổi, dê trong đàn. Người tuổi Mùi sinh năm 2003, nạp âm ngũ hành là dương liễu mộc, phần lớn là người nhanh mồm, nhanh miệng, việc gì cũng lanh lợi, có tài không tụ, tài đến tài đi. Năm 2020, canh tí nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là tài tinh của họ. Năm nay tuổi Mùi sinh năm 2003 ham chơi hơi quá đà, tiêu xài hoang phí. Phụ huynh nên chỉ dẫn cho con cái chi tiêu hợp lý, đồng thời thì mang chi tiêu đó đến cho việc học của con cái để hóa giải. Ví dụ như là tham gia lớp học phụ đạo ngoài giờ, học năng khiếu, hoặc là ra đến chỗ khác học, ra nước ngoài du học. Nếu có thể, trên bàn học đặt thêm tháp văn xương để thúc giục việc học hành cân bằng cùng với sở thích. Năm mệnh tuổi Mùi 18 tuổi, năm nay gặp mộc đức chiếu mệnh, chú ý không để mắt quá mệt mỏi dẫn đến giảm thị lực. Nếu mệnh tuổi Mùi 18 tuổi, năm nay gặp thủy diệu chiếu mệnh, dễ dàng xuất hiện miệng lưỡi thị phi, mọi việc nên bình tĩnh. Tân Mùi sinh năm 1991, 30 tuổi, dê được lộc. Người tuổi Mùi sinh năm 1991, nạp âm ngũ hành là lộ bàng thổ, đa phần là người có chí khí, cả đời khoan dung, hồi nhỏ gặp nhiều tai họa, trung niên thì dần dần phát đạt, vợ chồng hòa thuận. Năm 2020, canh tí nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là tỷ kiên, năm nay công việc tuy có sự trợ giúp từ bạn bè đồng trang lứa, nhưng vẫn phải đề phòng, không những người quen bị tiểu nhân xen vào, mà chớ vì người khác đứng ra đảm bảo. Để kích hoạt tài lộc cho tuổi Tân Mùi, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy. Năm mệnh tuổi Mùi 30 tuổi, năm nay gặp thủy diệu chiếu mệnh, thích hợp đi xa, đi công tác, du lịch, tài vận tương đối cao. Nữ mệnh tuổi Mùi 30 tuổi, năm nay gặp mộc đức chiếu mệnh, dễ dàng xuất hiện các bệnh nhỏ, đau nhức và tổn thương ngoài ý muốn, nên chú ý tới tình trạng sức khỏe và an toàn. Kỷ Mùi sinh năm 1979, 42 tuổi, dê đồng cỏ. Người tuổi Mùi sinh năm 1979, nạp âm ngũ hành là thiên thượng hỏa, phần lớn là người mềm lòng, nhanh miệng, vật chất tự đến, tiền đồ phát đạt được quý nhân trợ giúp, hồi trẻ không thuận, trung niên mới bắt đầu thay đổi. Năm 2020, canh tí nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là thực thương, người kinh doanh gây dựng sự nghiệp năm nay gặp thực thương lưu niên, suy nghĩ kiếm tiền linh hoạt, cơ hội kiếm tiền rất nhiều. Ngược lại, người làm việc cùng nhân viên công chức thì năm nay phải thận trọng,
từ lời nói đến việc làm, cư xử khiêm tốn, tránh để lúc vô tình mạo phạm tới cấp trên, tránh khách hàng, đồng nghiệp xung quanh mà không biết ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân. Để hóa giải 10 tuổi Tỷ Mùi, cần phải bố trí phong thủy nhà ở hợp lý, đồng thời trong phòng khách hoặc là phòng làm việc phải có pháp khí phong thủy phi long thất tình đổ trận, theo sự tư vấn hướng dẫn của chuyên gia phong thủy. Nam mệnh tuổi Mùi 42 tuổi, năm nay gặp phân tháng chiếu mệnh, mọi hành động nên duy trì thận trọng. Về mặt sức khỏe, lưu ý các vấn đề như là phát hỏa, đau nhức. Nữ mệnh tuổi Mùi 42 tuổi, năm nay gặp La Hầu chiếu mệnh, dễ dàng xuất hiện miệng lưỡi thị phi, xuất hiện các chứng viêm ở miệng, mắt, phụ khoa. Đinh Mùi sinh năm 1967, 54 tuổi, dây lạc đàn. Người tuổi Mùi sinh năm 1967 nạp âm ngũ hành là Thiên Hà Thủy, đa phần là người vui buồn lẫn lộn, biết ăn nói, danh lợi đều có, vật chất đầy đủ. Năm 2020 Canh Tý nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ là Quan Tinh, một mặt năm nay cần đặc biệt lưu ý tới sức khỏe của bản thân, chú ý an toàn giao thông khi xuất hành. Mặt khác, nếu như năm nay muốn xử lý công việc tiền tài, có thể nghe lời của người nhà hoặc là người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Với những người tuổi Đinh Mùi nên sử dụng pháp khí phong thủy thập nhị thần bát bảo vào vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi theo chỉ định của chuyên gia phong thủy để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc. Nam mệnh tuổi Mùi 54 tuổi, năm nay gặp mộc đức chiếu mệnh nên lưu ý bệnh về mắt, mắt bị việt cũng có thể trở nên nghiêm trọng. Nữ mệnh tuổi Mùi 54 tuổi, năm nay gặp thủy diệu chiếu mệnh, chú ý xảy ra tranh chấp miệng lưỡi, đồng thời tránh hoạt động ngồi thuyền lội nước. Ất Mùi, sinh năm 1955, 66 tuổi, dê được kính trọng. Người tuổi Mùi sinh năm 1955, nạp âm ngũ hành Sa Trung Kim, đa phần là người cần kiệm, trung niên suôn sẻ, ít dựa vào anh em, gia đình hòa hợp, lập ra thịnh vượng may mắn, về già tụ tài. Năm 2020 Canh Tý nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ là Ấn Tinh, năm nay dễ bị áp lực đến từ gia đình, làm cho bản thân cảm thấy phiền muộn không thôi. Nhưng chỉ cần tích cực đối mặt với công việc và cuộc sống, loại áp lực này sẽ trở thành động lực bảo vệ gia đình. Ngoài ra thì năm nay cũng thích hợp cân nhắc đầu tư bất động sản. Với những người Ất Mùi nên sử dụng pháp khí phong thủy thập nhị thần bát bảo vào vòng tam hợp quý nhân hợi mã mùi theo chỉ dẫn của chuyên gia phong thủy để hóa giải vận xui và tăng cường tài lộc. Nam mệnh tuổi Mùi 66 tuổi, năm nay gặp thủy diệu chiếu mệnh, trong nhà có thêm con trai, đồng thời thích hợp ra ngoài du lịch. Nữ mệnh tuổi Mùi 66 tuổi, năm nay gặp mộc đức chiếu mệnh, trong nhà đa phần bình an, hòa thuận. Chỉ cần lưu ý tới bản thân xuất hiện một vài bệnh nhỏ đau nhức, kiến nghị nên sớm kiểm tra sức khỏe. Luận giải theo can ngày sinh. Thiên can ngày sinh là giáp mộc. Lưu niên gặp thiên ấn là bệnh tật suy nghĩ giao tiếp. Người tuổi Mùi có can ngày sinh là giáp, năm nay về sức khỏe không tốt, cần tăng cường rèn luyện bản thân. Về mặt suy nghĩ, do mâu thuẫn từ gia đình khá nhiều dẫn đến phiền não, nên tỉnh táo xử lý tránh cho mâu thuẫn ấy ngày càng tăng. Về mặt giao tiếp cùng với sự nghiệp thì vận thế năm nay có chút không thuận lợi, cần cố gắng làm tốt công việc của mình, tránh hoạt động giao tiếp vô nghĩa quá mức. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc, lưu niên gặp chính ấn đại diện cho học tập, danh dự, sức khỏe. Năm nay người tuổi Mùi sinh vào ngày có can Ất thích hợp với bồi dưỡng học tập cùng thi cử, vận thế của người thích viết lách cũng không tệ. Làm việc nên cầu ổn thỏa, ít nói chuyện, làm đến nơi đến chốn, đồng thời có tâm đề phòng người, nếu không danh dự bản thân sẽ bị tổn hại. Về mặt sức khỏe thì có áp lực tâm lý quá lớn làm cho cảm xúc không tốt, cần lưu ý trong chuyện ăn uống, chú ý thanh lọc cơ thể. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa, lưu niên gặp thiên quan đại diện cho tiểu nhân, cạm bẫy, nghi hoặc. Năm nay tuổi Mùi có can ngày sinh Bính Hỏa, về mặt kết giao cần phải chú ý đề phòng sự phá hoại của tiểu nhân rơi vào cạm bẫy của chúng. Còn về mặt sự nghiệp, vào giai đoạn phát triển thì cần cẩn thận từng bước, nhìn xa trông rộng. Đừng quên đứng cao nhìn xa, không thực tế vọng tưởng. Về mặt đầu tư thì không nên hành động quá lớn vào năm nay, nên thủ là tốt, tránh cho đầu tư không thích đáng, dẫn đến tiền tài tổn thất. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa,
Lưu niên gặp chính quan đại diện cho lực cản, miệng lưỡi, sự nghiệp. Năm nay tuổi Mùi có can ngày sinh Đinh Hỏa ở việc kết giao cảm thấy áp lực cùng với lực cản trùng trùng. Đồng thời, ở việc đối nhân xử thế cần phải cẩn thận, tránh nói từ ngữ quá đáng, chống không hoặc là nhanh mồm nhanh miệng, lưu lại ấn tượng không tốt cho khách hàng cùng với bạn bè. Tại nơi làm việc thì cần phải đề phòng cản trở cùng mấy chuyện xấu của tiểu nhân ở sau lưng, khiến cho công việc của mình xảy ra vấn đề khó thể vận hành. Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ, lưu niên gặp thiên tài là tiền tài đào hoa. Năm nay tuổi Mùi có can sinh Mậu Thổ, về mặt cầu tài, tiểu phủ dễ có, đại phú khó cầu, bởi tài là tài lưu động, biến hóa nhiều hơn, cần phải đo đến năng lực của bản thân, thấy tốt thì lấy, nhưng đừng tham lam mà hao tài. Về mặt tình cảm, trong tình yêu dễ có sự tham gia của bên thứ ba, cần phải tỉnh táo xử lý tốt mối quan hệ tình cảm để tránh ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống. Người đã kết hôn, vợ chồng có tâm trạng khác thường đều dễ dàng gặp phải đào hoa, cần phải kịp thời chặn lại, tránh cho hôn nhân xảy ra vấn đề. Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ, lưu niên gặp chính tài đại diện cho tình cảm tiền tài. Về mặt tài vận của người tuổi Mùi có can sinh Kỷ Thổ, năm nay cầu tài tương đối bất ổn, lúc tốt lúc xấu. Tuổi này thì năm nay không nên đầu tư quá lớn, không nên đưa ra quyết sách, nên thủ thì tốt. Về tình cảm, những người đã kết hôn năm nay tình cảm mờ nhạt, vợ chồng mất đi mãnh liệt trong tình yêu. Giữa hai người yêu nhau thì sự sắc bén của ngôn ngữ làm tổn thương cả hai tâm hồn, dẫn đến tình cảm càng ngày càng giảm. Thiên can ngày sinh là Canh Kim. Lưu niên gặp thương quan là xúc động, xuất hành thị phi. Đối với sự nghiệp mà nói thì năm nay người tuổi Mùi can canh ngày sinh Canh có ý kiến và cách nghĩ rất nhiều, nhưng thực tế bắt đầu lại tương đối khó khăn, không nên xúc động, chủ quan mà đưa ra quyết định qua loa, nói chuyện thì cũng dễ làm mất lòng người khác. Nếu gặp rắc rối thì hành động khiêm tốn mới là tốt. Về mặt xuất hành bình an, năm nay cũng khá bôn ba vất vả, cần chú ý bảo vệ bản thân cho tốt. Thiên can ngày sinh là Tân Kim, lưu niên gặp thực thần là tài hoa, cách nghĩ, tình cảm. Người tuổi Mùi có can ngày sinh là Tân Kim, lại thực thần lưu niên, có thể nói là tài hoa lưu niên tách ra. Nhưng đồng thời tách ra tài hoa cũng cần giữ gìn tâm tư bình thản, cố gắng tiến thủ trước sau như một. Về mặt hôn nhân thì người độc thân năm nay có cách nghĩ quá nhiều nhưng lại khuyết thiếu đi quyết định mạnh mẽ, cho nên tỷ lệ độc thân vẫn rất là cao. Với người đã kết hôn thì năm nay rất cần kết nối tâm hồn cùng đối với đối phương nhiều hơn, tránh cho tình cảm hai bên thiếu đi sự mãnh liệt, trở nên lạnh lùng. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài là hao tài thị phi suối quẩy. Năm nay tuổi Mùi có can ngày sinh Nhâm Thủy, ở mặt cầu tài thì cần cẩn thận, bởi sự thay đổi của lưu niên dễ dàng đầu tư thất bại, làm cho thua lỗ. Trong quá trình kết giao thì cũng cần chú ý cách nhìn người, tránh việc kết giao lại bạn xấu, mang đến cho bản thân thị phi tranh chấp. Về sự nghiệp, năm nay không nên có quyết định lớn, nên ổn định là tốt. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp tỷ kiên là mối quan hệ tiểu nhân. Người tuổi Mùi có thiên can ngày sinh là Quý Thủy, năm nay cần chú ý kết giao với bạn tốt, tránh dính dáng tới bạn xấu, lòng tốt thành xấu, giúp người không công. Về sự nghiệp thì năm nay dễ có tiểu nhân hãm hại sau lưng, dẫn đến việc phát triển sự nghiệp của bản thân gặp áp lực trùng trùng. Bởi vậy, sự nghiệp năm nay không nên tiến hành thay đổi quá lớn. Về mặt xuất hành, cần chú ý an toàn giao thông. Quý vị thân mến, mỗi con giáp là một biến số khác nhau, có quỹ đạo chuyển động riêng của mình. Những chuyển động này thì có ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, tài lộc cũng như là vận hạn của mỗi con giáp trong năm Canh Tý. Biết được vận hạn của mình rồi, quý vị cũng sẽ có cách hóa giải để những cát tinh tốt đến với bản mệnh. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Nhờ những đóng góp to lớn ấy thì chúng tôi mới vững tin để sản xuất ra những video về tử vi, phong thủy chính tông phục vụ quý khán giả. Hãy chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để nhiều người biết đến những giá trị cốt lõi của tâm linh. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo mới nhất về các video mới. Bên cạnh đó, nếu quý vị có thắc mắc hay là câu hỏi gì, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Những chuyên gia về phong thủy hàng đầu tại Việt Nam sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc khó khăn trong cuộc sống. Chúc quý vị tuổi Mùi nói riêng và quý khán giả nói chung một năm mới vạn sự hanh thông, phúc lộc trường cửu. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.